Sau chào các bạn mình nè. Sau khi mình đã thay cái nước mới thế này thì đa số các bạn sẽ đợi khi mà hồ cá bị đục á thì mình mới bỏ cái chế phẩm làm trong vô, thì mình cảm thấy điều đó là nó không không biết có trong hay không, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn có chút xíu thôi, chứ nó không trong veo như nước suối đó các bạn. Cho nên mình quyết định là đổ vô trước luôn nha. Lúc cái hồ nó trong veo thế này thì nó sẽ trong bao lâu thì nó sẽ đục lại ha. Đây là chế phẩm vi sinh Queen. Cái này mình mua có 10.000 chai à. Thì người ta nói rằng một cái hồ thế này á bỏ 10 lít á thì 2 giọt. Nhưng mà mình chơi 4 giọt luôn. Và cái này nó yên, các bạn yên tâm nha, cái này mình cũng bỏ nhiều rồi thì nó rất là an toàn cho cá, nó không có sao hết. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là trong bao lâu cái hồ này nó sẽ đục lại nha. Hiện tại là, ủa, không biết các bạn thấy không ta? Đây nè, nó sáng hơn rồi các bạn. Hiện tại á, là 11:54 của ngày 5 tháng 10 các bạn. Đó, các bạn thấy trên là tờ lịch nè. Thì sẽ trong bao lâu thì cái nước này nó sẽ đục lại ha. Các bạn với mình cùng xem nha. Thì mình cũng sẽ để đúng cho cái ngày này không, chứ nếu mà mình để sai ngày các bạn sẽ thấy ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta cùng đợi ha, các bạn cho mình một ít thời gian để mình cho các bạn thấy kết quả nha. 2000 years later. À, chào các bạn mình nè. Bây giờ là sau, các bạn cũng thấy là ngày hôm nay là ngày 5 tháng 10 ha. Lúc bây giờ là 21:40 tối rồi các bạn ha. Thì từ 11 giờ mấy sáng thì tới bây giờ là 9:40 đêm rồi. Mà cái nước hồ nó sẽ như thế này nè các bạn. À, cho nên khi mình vừa nhỏ cái chế phẩm đó vô á thì có thể kéo dài được tới mười mấy tiếng đồng hồ. Cái đồng hồ mười mấy tiếng đồng hồ và nước nó trong nha các bạn. Đó, con ruồi nè, mấy con ruồi nó dơ lắm các bạn ơi. Một ngày á phải dọn nó hả, cực hơn cái nuôi cá nữa. Cho nên nếu các bạn nào mà nuôi cá mà sử dụng giống như mình á, là nhỏ vô trước á thì cái hồ cá của các bạn chắc trong được tới mấy ngày luôn á. À, thôi mình cũng xin kết thúc clip ở đây nha. À, đó mình quay cho các bạn thấy không? Đó, nước bây giờ là tối rồi nè. Cho nên nó ánh sáng cũng không đủ, mà các bạn thấy rồi, nó cũng trong mờ mờ, nó không quá đục nha. Thì suốt gần 12 tiếng đồng hồ mà nó được như vậy á là cái là hồ rùa nha bạn, 6 con rùa một đống cá nha. Nếu các bạn chỉ có cá thôi thì có thể nó tới 2 ngày nó mới đục lần á. À, xin chào các bạn ha. Các bạn có thể dùng cách này của mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Có thể dùng chế phẩm vi sinh Win gì đó, rất là rẻ, 10.000 à. Mình mua trên Shopee á, các bạn có thể tìm xem ha. Cảm ơn các bạn.